code. Dạo ở kỳ trước ấy, nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để cải thiện khả năng code, do vậy kỳ này mình sẽ chia sẻ 4 phương pháp để nâng cao khả năng lập trình nhé. Thì 4 phương pháp này cũng rất là đơn giản thôi, bao gồm là đọc, làm, thảo luận và cuối cùng là chia sẻ. Phương pháp thứ nhất chính là đọc. Đọc là gì? Là các bạn phải chịu khó đọc sách. Trong ngành mình ấy, cái sách lập trình là cái nguồn kiến thức quý giá nhất và quan trọng nhất. Đơn cử như là lập trình viên ấy, thì bạn cần ít nhất là phải đọc những cái cuốn kinh điển như là Clean Code này, hoặc là Code Complete này, và có một số cuốn nữa như là Refactoring. Ngoài ra thì khi học một ngôn ngữ nào đó thì các bạn cũng nên đọc những cuốn sách chuyên về ngôn ngữ đó. Ví dụ như là hồi mình mới học Java thì mình đọc Expert Java, sau này học C# thì mình đọc Expert C#. Đó là những cái cuốn sách dễ học và dễ hiểu. Và ngoài ra ấy, không chỉ đọc sách lập trình không, mà đọc sách về những cái điều mà nó liên quan tới ngành lập trình nữa. Ví dụ như cuốn này, nó không là sách về kỹ thuật nhưng mà nó là cuốn sách liên quan đến ngành kỹ thuật. Các bạn đọc những cái cuốn đấy dạng như là cuốn quốc gia kỹ sự của mình chẳng hạn, đó là một cuốn sách không nặng về kỹ thuật. Nó dạy chúng ta những cái điều mà lập trình viên cần phải biết. Phương pháp thứ hai đó là code, tức là làm việc. Thì tất nhiên đọc sách không thể nào đủ được. Các bạn có thể đọc 10 cuốn sách, 20 cuốn sách nhưng các bạn chưa từng code bao giờ thì các bạn cũng sẽ không lên tay được. Và cái việc code ấy, nó giúp cho các bạn hiểu được những cái kiến thức đó. Nói đơn giản thế này thôi, các bạn học code các bạn sẽ thấy những cái thứ như là vòng lặp, rồi những cái thứ như là OOP ấy, nó chỉ là những cái kiến thức lý thuyết suông thôi, rất là khó hiểu. Nhưng các bạn code, các bạn áp dụng những kiến thức đó vào việc code ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu ngay. Hoặc là như mình này, khi mình học một ngôn ngữ công nghệ mới chẳng hạn, học framework mới ấy, thì mình đọc lý thuyết mình cảm thấy nhớ cũng sơ sơ, nhưng hôm sau mình quên ngay, chả nhớ gì cả. Vì vậy nên là thay vì ngồi đọc thì mình đọc document, sau đó mình bắt đầu ngồi code, nghĩ ra cái hay ho để làm, và vừa làm mình lại học được nhiều điều mới và lại nhớ kiến thức nữa. Và không chỉ là cái việc mà ngồi code không, mà các bạn nên cố gắng tìm công việc thực tập hoặc đi làm. Thì đi làm đó là cách nhanh nhất để thu thập những kinh nghiệm và học được những điều mới mà sách vở không có. Theo cái phương pháp thứ ba để mà nâng cao khả năng lập trình đó là thảo luận. Ủa, tại sao lại phải thảo luận? Thì đơn giản là thế này, các bạn đọc sách các bạn sẽ học được là nhiều điều, các bạn làm các bạn cũng sẽ tự nghiệm rất là nhiều điều, nhưng mà những điều đó chưa chắc nó đã đúng, và có thể chỉ đúng với bạn thôi, có thể bạn cảm thấy như vậy nhưng thực sự nó không như vậy. Thì khi thảo luận với bạn bè ấy thì các bạn sẽ biết được là à, hóa ra rồi mình cứ tưởng vậy, hóa ra mình hiểu sai, thật ra như thế. Không chỉ có gần bạn bè, các bạn cũng có thể lên các trang như là dạng nhóm học Kibalog xem những kinh nghiệm của người khác. Và việc thảo luận giúp cho các bạn biết cách biểu đạt cái ý kiến của mình và biết cách thấu hiểu người khác nữa. Và phương pháp cuối cùng ấy để mà nâng cao lập trình đó là dạy lại, tức là chia sẻ lại. Thì nói đơn giản thế này, người ta kêu là khi các bạn đọc các bạn chỉ nhớ được 10%, các bạn làm các bạn sẽ nhớ được 30%, và khi các bạn dạy lại các bạn sẽ nhớ được tới 50-60%. Khi các bạn học xong ấy, các bạn tìm cách dạy lại cho người khác ấy, thì các bạn sẽ phải tự tổng hợp kiến thức của mình này, rồi xem là những cái kiểu của mình ấy, ý thức nó có hỏng chỗ nào không thì mới dạy được cho người khác. Và bạn sẽ biết cách để mà giải thích những cái điều mình biết cho người khác nữa, thì nó sẽ giúp kiến thức của bạn nó nhớ lâu hơn. Đó là lý do mà mình kết hợp cả 4 phương pháp này để nâng cao khả năng lập trình. Ví dụ như muốn học một ngôn ngữ mới, đầu tiên là mình tìm sách về ngôn ngữ đó, mình đọc và mình xem video, sau đó là mình bắt đầu là lựa chọn một số dạng nho nhỏ và mình làm theo ngôn ngữ đó luôn. Sau đó mình bắt đầu lên các forum, các group của ngôn ngữ đó và thảo luận xem cái ngôn ngữ đó có điểm hay, điểm dở gì. Và cuối cùng ấy là mình viết ngoài blog, là một cái blog như thế này nè, để chia sẻ với các bạn là quá trình học như thế nào đấy. Để code giỏi cũng đâu cần gì quá cao siêu hay là đâu cần phải có khả năng thiên tài như cỡ Mac hay là Bill Gates gì đâu. Nhưng các bạn cố gắng thực hiện đều đặn 4 điều mình vừa khuyên trên là các bạn sẽ từ từ sẽ code giỏi thôi. Chém gió và chắc cũng hết 4 phút rồi, hôm nay mình kết thúc tại đây nhé. Tạm biệt mọi người, nhớ like và subscribe cho mình nha.